Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Việt Thương. Hôm nay cũng là một video khui thùng một bộ Rosso, nhưng đây là một bộ Rosso phiên bản đặc biệt. Và nó đặc biệt như thế nào thì mọi người hãy theo chân mình đến cuối video nha. Sau khi mình khui thùng cái bộ trống Rosso này ra thì mình sẽ giới thiệu từng cái sản phẩm mà nó có trong cái bộ này ha. Đầu tiên đó là cái snare 14 inch, một cái chân snare to 10, 12, 16, lo to 16, kit 22, một cái pedal, một cặp 2 hết 14 inch, một miếng crash 16 inch, và đặc biệt là bộ này nó sẽ có thêm một cái miếng grind size 20 các bạn ha. Đó, bình thường thì cái bộ Rosso mà series cũ á thì nó chỉ có là cái 2 hết 14 và crash 16 thôi, còn riêng bộ này nó sẽ có thêm một miếng grind 20 cho các bạn nữa. Rồi qua đến phần bên đây, các bạn sẽ có thêm là một cái túi đựng dùi, và bên trong nó sẽ có sẵn hai cặp dùi như thế này. Đây là hai cái cọc để các bạn treo tông, treo tông ở cái trên cái trống kích như thế này. Một cái ghế để các bạn ngồi chơi trống. Một cái chân 2 hết, một cái chân symbol thẳng, và đặc biệt là bộ này nó sẽ có thêm một cái chân symbol chân bông để các bạn có thể đỡ cái lá rai 20. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái bộ này lên để cho các bạn xem hình dáng khi mà sau khi lắp lên nó sẽ như thế nào á. Vừa rồi thì mình đã lắp ráp lên một bộ Rosso. Riêng cái bộ này á thì nó được nâng cấp thêm một cái chân bom và một miếng symbol Rai 20. Thì cái việc nâng cấp này á nó sẽ giúp cho các bạn khi các bạn tập luyện, các bạn sẽ đánh được nhiều cái kỹ thuật, nhiều cái đòn đánh nó phong phú hơn. Và kèm theo đó là khi các bạn muốn biểu diễn lên sân khấu á, các bạn chỉ có việc các bạn có thể mua một bộ lá nó tốt hơn, và các bạn có thể thay vào cái bộ lá này để các bạn có thể biểu diễn lên sân khấu. Các bạn không cần, lúc trước á thì Rosso các bạn, khi các bạn muốn mua thêm symbol các bạn phải mua thêm một cái chân, xong sau đó các bạn phải mua kèm thêm một bộ symbol nó đủ tốt. Nhưng bây giờ thì cái chân nó đã có sẵn rồi và các bạn chỉ cần mua thêm một bộ lá mà thôi. Và mình nói như vậy không phải là cái bộ symbol nó không đáp ứng được cái việc tập luyện cho các bạn ha. Đây là một bộ symbol mà hãng đã sản xuất ra để đáp ứng cho cái việc các bạn tập luyện tại nhà. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Việt Thương, hoặc là bạn muốn xem những cái bộ trống như thế này á, các bạn có thể đến tất cả các showroom của hệ thống Việt Thương và các cái đại lý của Việt Thương trên toàn quốc để các bạn có thể trải nghiệm và thử nó. Chào các bạn.